Trước tiên tôi chào anh và tôi chào cộng đồng mạng. Thì thật lòng ra mà nói thì qua cái câu chuyện của cái anh U74 này đó, thì trước tiên tôi nói về là tôi hết sức là làm tiếc cho cái anh YouTube đó, tuổi đời còn quá non, quá khờ dại. Anh là tuổi đời anh là bao nhiêu khỉ mũi chưa sạch, rồi anh bị mấy cái thằng già lừa. Anh cỡ đó anh lừa, anh hơn cha mẹ anh không? Để rồi anh kết luận được bản chất cha mẹ anh tốt hay xấu. Đó là tôi không thực tế nhất như vậy. Đó là cái vấn đề nền tảng của YouTube. Và cái vấn đề như thế này tôi càng nghi ngờ. Tại vì cái quá khứ của anh này đã từ cam đi về, dắt gái về, gái có tiền về, rồi phủ phàng hay là nói cách gì đó để chị kia qua đời anh lấy tài sản người ta. Đó là điều thứ nhất bà con nghi vấn giùm tôi. Cái điều thứ hai nữa, anh đã từng mở quán bia quơ tay quơ để rồi anh đi ủ tờ, rồi đến bây giờ anh lên trên cộng đồng mạng anh đi kiếm một người vợ nghèo, bà con tin, hay là đi dụ một tập thể gái nghèo lại rồi đi qua bên kia chẳng hạn, mà cái bọn buôn người nó cũng từng xảy ra đi về những cái vùng quê nghèo đó anh. Bao gả mày về cho đại gia thì vân vân. Mà giai đoạn trước anh em đã nói quá nhiều về cái thủ đoạn của bọn buôn người, thì cái anh em mới đưa ra cũng như vậy. Chứ tôi hỏi bà con trong cái cộng đồng mạng chúng ta, nếu chúng ta già hoặc trẻ chúng ta cưới vợ là gì? Là hai trái tim cùng là hòa một nhịp đập, hay hoặc là cùng một cái chí hướng, hay là yêu thương nhau, chứ không đặt nền tảng là vợ tôi phải nghèo tôi mới cưới. Của người giàu không có mà tình thương ha bà con, người giàu không có hạnh phúc ha. Nhưng mà anh đã xoáy sâu vào những người nghèo để làm gì? Để rồi tập trung anh thấy chưa, những cái dạng mà anh đã thấy rõ ràng từng bước ngày trước đó là U65, U58, U90, 59 gì đó là tập trung rồi. Bây giờ anh đã loại được rồi đó, anh loại xuống còn là cái U40 mấy rồi, anh thấy chưa? Thì nếu như cái cỡ này ngày trước thì anh bán là bia tay quơ thì cần U18, U17, U20 mấy, chứ còn cái dạng 40 mấy là anh mở ra một cái quán là rượu đế ôm là được anh. Chính xác là nó là như vậy đó bà con thấy chưa, họ đã lừa rồi, dạt bỏ cái dạng mà có chuyện mà U Bình Thuận là cái như là ra rìa rồi. Chứ U Bình Thuận là tái thương lại anh á là U77 tôi rồi. Nhưng mà đấy đó là giai đoạn sau, nhưng ở đây chúng ta nhìn thấy hành động của bọn này, nó đã loại trừ những cái tim yêu thương đồng đẳng tuổi với họ là U59, U60 hoặc U70 là nó đã dạt rồi. Bây giờ nó xuống tới cái dòng 40 mấy rồi. Rồi đấy, một thời gian nữa cũng là đại gia, thế là còn lại cái U20 mấy và U18 là bắt đầu anh mới hôn. Đó đây là cái vấn đề chiêu dụ gái nghèo để làm một cái vấn đề gì đó, chứ còn khẳng định đi tìm vợ mặt bên phía vợ giàu cũng được, nghèo cũng được, miễn người yêu thương tôi, lo lắng cho tôi, săn sóc cho tôi, hay là đồng một cái tim hay như thế nào đó, đó mới gọi là người vợ thật. Con nàng này phải đi cưới vợ nghèo, anh thấy chưa? Đánh sâu vào tham và khoét sâu vào cái nỗi khổ của người nghèo. Thành ra là anh này anh đang khoét sâu vào cái thế yếu của người nghèo để rồi dựng lên nói tôi phải cưới người nghèo. Rồi đó là bịa ra một cái câu chuyện quăng ra 100 triệu là người đó sẽ đẹp. Nhưng mà rồi đây anh sẽ lọc đó chứ, anh sẽ lọc lừa. Còn thật sự ra mà nói, anh là cái người mà kiếm vợ thật sự đó bà con. Thì anh nên cưới cái chị Bình Thuận của tôi đó. Tại vì sao? Chị Bình Thuận của tôi nói trời ơi, trên đời này là anh U mà có cái ria này là gì? Quá đạo đức, quá nhân từ, trời ơi, quá từ thiện gì đó. Là theo đáng lẽ anh cưới ngay cái bà Bình Thuận đó. Đó là cái người vợ thật đó. Mà tôi khẳng định luôn, nếu anh U mà U ria này nè, U74 này nè, có cái hàm ria đó đó, thì anh cưới chị Bình Thuận là trời anh hạnh phúc vô cùng. Tại vì sao? Trong lòng chị Bình Thuận đó tôn thờ anh lên gần như là nhất của cuộc đời của chị rồi. Đúng rồi. Cái gì mà anh... Đó là cái vấn đề anh giả dối đó anh này. Anh phủi ngang luôn, không cho gặp luôn. Đó người vợ nghèo đó, người đó thương thật đó, tôn thờ mình thật luôn đó, tin tưởng mình luôn đó. Thì tại sao anh không cưới? Anh đi tìm cái gì nữa?
đó rõ ràng là anh đi tìm gái nghèo để anh thực hiện những cái gì đó, thì quá khứ anh đã nói lên được có một số vấn đề về vấn đề hành vi của anh. Rồi quay lại cái vấn đề đấy, tôi xin hỏi như thế này, cái bọn mà du tức gì đó là đây là cha nuôi gì đại gia gì đây, tụi bay ơi, cái nhà của cái thằng đó vậy mà là đại gia đó hả bay, nó không có một cái chỗ ngồi đàng hoàng anh ạ. Dạ đúng rồi anh. Wow, bây giờ mới phân tích lại, tôi xin phép anh và xin phép cộng đồng mạng, tôi nói riêng, gửi gắm riêng cho cái bọn YouTube đó đó, tụi bay thấy đi, một ngày là 30 triệu, một tháng là 900 triệu, nó không mua nổi bộ salon 500 triệu bằng á là Cẩm Lai của Indo á, chứ ông Cẩm Lai Việt Nam là hàng tỷ rồi. Không, kết thúc là cũng là dòng cũng phải từ cái giá là 20 hoặc 15, phải bốn người mới khiêng được một cái ghế hoặc một cái chậu mới khiêng nổi cái ghế, còn nó không quay được có một cái chỗ ngồi để cho đại gia ngồi, đại gia đó hả tụi bay. Rồi cái đâm ri của tường cũng chỉ là len gạch thường thôi, thì người dân bình thường miền Tây thì người ta dành dụm cả đời thôi, bây giờ cái lớp tuổi như 30 mấy tuổi nó có thừa cái nhà đó rồi anh ạ. Dạ đúng Nông rồi. dân đó còn nếu như đi đâm ri tường á là phải cẩm lai, rồi á là vấn đề á là la phong ở trên đó là đâu có phải là bèn cái la phong đâu, có gì chục ngàn một mét, sao không đi la phong bằng gỗ một số muốn đi hay là bạch tùng đi, đó mới gọi là xứng đáng. Một cái đèn 500 triệu, cái đèn một cái đèn chùm thôi đó nè, cái nổ ánh sáng của một cái phòng khách của một vị đại đại gia mà tôi đã từng biết, nó cỡ khoảng cái giá là 500 triệu về ánh sáng cho một cái phòng khách của vị đại gia nè, là ánh sáng không nha, chưa kể bộ salon hàng năm 700 triệu. Con đằng này đại gia của tụi bay như vậy à? Rồi ba ba ơi, ba quay đi ba ơi quay, mà tôi mường tượng nó như thế này anh ạ. Nó quay nó không quay ra ở đây là biệt thự, ở biệt thự là có xây ở cái biệt thự của anh U 74 gì đó, ở anh Sơn, biệt thự anh Sơn gì đó xây dựng nhà máy thợ vẽ là ai chịu chịu trách nhiệm là ai thì mới gọi là mọi mới gọi là người có của thôi chứ chưa phải là đại gia. À, bộ đang đang có cái gì, cái chỗ ngồi nó còn không có, cái cổng nó còn không dám quay. Rồi tôi nói thật sự như thế này, cái mốt thời thượng bây giờ là gì, đại gia là phải có một cặp bẹt có khoảng là 20 mấy triệu để nó giữ của mình, nó giữ bổn mạng của mình đó. Dạ đúng Phá rồi, băng chính đi xác. mà nó thả ra trong tường một con chuột còn đó là không qua nổi người nó, để cả bẹt ban ngày và phải vô trong chuồng ban đêm thả ra để bảo vệ ở trong cái tường của mình. Con đằng này là cái nhà này là gì, trời ơi, mấy cái song sắt đen nó song song lên rồi, vậy là trời ơi ba ơi quá ba ơi, cái nhà ba sắt quá ba ơi. Nhưng mà thật sự tôi thấy như thế này nè, toàn là cửa nhôm không anh ơi, phải Chính có xác, chính những xác, cửa chính nhà xác. phải bằng á là gõ đỏ hay bằng cà chích bằng tăm xe để những cánh cửa gỗ nó trường tồn theo thời gian, nó không có mục, nắng mưa là nắng mưa phai màu chứ không có mục đó. Để tôi xin lỗi anh và cộng đồng mạng, để tôi nói riêng cho cái tụi nó biết là đại gia nó phải sử dụng như thế đó, chứ còn nhôm thì trời ơi muốn vậy không ra kêu thợ nhôm cho nó cắt một phát một là xong. Nhưng mà ở đây tôi như thế này, cái nhà đó rộng thiệt nhưng để gì anh biết không, có thể là chứa gái rồi đi bỏ mối không anh. Không, quá rõ ràng, cái đó là rõ ràng, sự sống là có, rộng là có ở đó mà chưa mà bỏ vô cái chừng 5 đứa thôi thì nó rẻ tuổi như là lên chiếc xe mà anh chở bữa hổm đi ông như chú ăn nhà hàng đấy, phải không? Giờ dựa ở đó 5 đứa rồi, cái một ngày nào đó ảnh thì rành bên khẩu bên bên bạn thì một đêm nào đó cái ổ nuốt qua bển là xong. Chính xác. Ông rào cũng được cái chỗ đó để chứa ổ thôi, chứ không phải là của cuộc sống của đại gia. Bây giờ một ngày 30 triệu nè, giả sử là cô nghe anh là ngày 30 triệu rồi, những kẻ nhám nhúa nó biết hay không, rồi anh lấy cái gì anh bảo vệ cho bổn mạng anh nè. Đúng rồi. Ủa đi có hôm nè không hề có một con bẹt để nó giữ, rồi vậy là đại gia là gì đó. Đó là những cái mà tôi thấy là cái đời thường mà tụi nó đem lên quên quan khoác lác về cái vấn đề là vấn đề nhà của đại gia. Chứ nó thật sự anh vô cái chương trình mua bán nhà đó à, anh thấy những cái căn nhà nó có bao nhiêu 2 tỷ mấy 3 tỷ là nó đã cái dàn đâm ri gỗ đỏ cà chích căm xe rồi, còn cái nhà đó như thế nào nói với anh hồi nãy tôi đồng ý, đất đó tính bằng công là đất đó chưa chắc có thổ cư nữa, quy hoạch thành phố chưa,
nó tính bằng ngàn mét vuông. Dạ đúng rồi. Do đó cái đó nói thật sự với anh, nếu bây giờ ông bán thị trường quá không quá 850 triệu. Dạ. Cái nhà nó không quá 850 triệu. Như vậy quay lại vấn đề thì bằng ảnh là không bằng ảnh thu nhập một tháng, mà dựa trên cái cơ sở nhà cửa như vậy mở được văn phòng công ty hay không, để rồi là có một bờ giám đốc doanh nghiệp có doanh thu là 30 triệu một ngày không, 900 triệu một tháng. Vậy thì tôi xin hỏi như thế này, nói như anh hồi nãy thì nó sẽ nói chối quanh liền, cái bọn lừa này nó sẽ nói quanh, tôi không bao giờ dám rút tài khoản tôi lên. Nhưng cho xin ảnh cái gì nè, cái thuế thu nhập cá nhân của 900 triệu trên một tháng đó. Đóng 30% đó, và cho xin cái biên lai thuế ba mà đóng 900 triệu đó, thì nó sẽ ra được cái kết quả. Thì anh thấy như cái bọn mà rác rưởi nó kiện bà Hằng làm nó mất đi là 70-80 tỷ đó. Không? Thì bà mới hỏi là bây giờ mua cho tôi xin lại cái biên lai mà nhà nước công nhận đã đánh thuế anh. Thì điều đó mới minh chứng là tôi mà là người thu nhập 900 triệu một tháng, một ngày 30 triệu. Ở đây là người ta nói cái vấn đề đó tụi bay chứ không phải là tụi bay nói nào giờ là không thấy 30 triệu. Tôi từng có những người bạn mà họ một ngày họ thu hoạch cho là một lời 1 tỷ, 2 tỷ. Mà tôi nói tôi kể cho mấy anh nghe như thế này. Ngày xưa đó là ở những cái khu vực mà ven thị xã mà Bình Dương ngày xưa đó, người ta mở lò gạch đi, rồi cái chương trình nhà nước mới nói là di dời lò gạch lên, nó là cái miền xa, cách xa là thành phố Bình Dương bây giờ, thì nhà nước mới cho vay vốn là rất là ưu đãi và rẻ tiền, thì người ta lên xây một cái lò gạch là bằng tuy nen, nó đốt bằng ga đó. Ở 24 tiếng đồng hồ, người ra người ta ra là 40 vạn là viên gạch. Gạch tuy nen thì nói chung là gạch đó cao cấp, cũng là một cái cục đất thôi, cũng như gạch đất thường, nhưng đó nó mắc lên nó là gấp đôi. Đó, đó là như vậy, đó là tôi nói là tôi chứng minh có người bạn tôi là như vậy. À, chứ còn đằng này tại sao phải nói 30 triệu, như tôi với anh Dũng vậy, hai anh em mình thu quanh ngày là 60 triệu cũng là gì? 60 triệu cũng được nữa anh Sài Gòn ơi. Dạ đúng rồi. Mà nó bằng cái mồm không, nó bằng cái mồm không. Nhưng mà quá khứ của một tên này gì, gọi một cái từ chính xác là vào tù ra cám, nhưng mà anh tiến về vấn đề là đàn bà. Và cái cuộc sống nền tảng anh bây giờ cũng là để lại là của cả đàn bà, rồi anh từ ở nước ngoài về nữa, có thể là xuyên quốc gia hay không, để bây giờ đưa ra một cái vấn đề là đi tìm vợ nghèo thôi. Vợ giàu là không thèm. Nhưng mà có một bà cô giáo là lỡ thời tới thì săn vào vấn đề sổ tiết kiệm rồi tài sản riêng em có hay không. Ủa trời đất ơi, anh nghèo là anh đi đó là gì, còn xấu cũng được quăng 100 triệu sẽ đẹp ngay. Ủa sao bà hỏi người ta như vậy, anh không cần mà. Chính xác anh. Anh nói lên hay không, đó là cái vấn đề hôm nay tôi vạch trần ra cái vấn đề mà tiết khai là như thế này. Tôi là không trách gì những cái bọn siêu tức non trẻ đó, mà tôi thấy tôi thương cho nó khờ dại quá. Cái tuổi ông này 74 tuổi thì ông lừa làm sao mà nó biết ra được, mà để rồi nó lên cộng đồng nó vênh víu là ngồi đó phân tích, nó như cha mẹ nó đó. Nó có hiểu được tính ý cha mẹ nó không? Thì cái tuổi của mấy đứa đó thì cái tuổi của cái anh đó là u râu này á, là u ria này đó là phải là tuổi là cha mẹ của nó hay không? Không, tụi bay là lừa con, còn là anh Sơn của tao là lừa cha, hoặc lừa ông nội tụi bay luôn nữa, sao tụi bay biết? Để rồi tụi bay kết luận là đại gia. Rõ ràng, mà bây giờ nhìn vào đó đi, lấy cái gái gì ngồi đây anh Sơn của tôi ơi, anh đừng nói chạy ra đường mua cái mũ 65 ngàn vô ngồi nha, đại gia nha, anh đừng nói đời sống anh dặn gì. Vì cái tài sản anh nó lớn vậy, giờ tôi xin hỏi một ngày 30 triệu vậy bây giờ làm dư ra để làm gì? Không, anh cũng mà chương trình từ thiện rồi cũng chưa thấy anh này anh làm. Thì đó là ở đây mà nói về nông dân mà làm tỷ phú đó, là đại gia đó, là bà Ba Huân đó, anh là bà Hậu Gà đó, bà Ba Hậu Gà lúc ấy đó. Đó mà thấy như thế nào, người ta là cũng còn than khổ, than sở, than lỗ, than khó, than căng. Nhưng người ta chương trình từ thiện một năm là hàng quay mười mấy tỷ. Đó là bà Huấn đó. Đó, cái thật sự nông dân đấy.
chứ chúng ta nói ở nơi xa, những nơi khu công nghiệp, những mặt bằng là người ta tính từng bằng cm vuông đó, thì mình không bị đó, nhưng mình nói thật sự đó, ở đây đó, đó nhìn thấy đi đó, đại gia thật đó đó. Còn ra còn đây lại vấn đề như thế nào, mà rõ ràng đây là cái vấn đề mà tôi nói trắng trợn đây như thế này nè. Một cái sự đẳng cấp của đại gia anh này hoàn toàn không có anh ạ, mà anh này chỉ nổ cho thơm mùi á là đại gia thôi, chứ không phải là đại gia. Vì Dạ sao tôi đúng nói rồi. vậy? Dạ. Cái thứ nhất đây, tôi chứng minh nghe, ảnh mời được 6 anh, 6 người vào trong nhà ha, mà cái đó cũng không phải là nhà hàng nữa anh ơi. Dạ. Bởi vì sao, nếu mà nhà hàng đúng cách thì phải mỗi một người ngồi ở đứng ở đằng sau phải có một tiếp viên nó gắp cho anh ạ. Đó, cái khẩu phần thằng tiếp viên nó ngồi nữa, anh phải bo nó cả triệu một thằng đó, nó đứng Đúng sau lưng rồi, anh thôi. đại gia mà, Đó, đó. phải đăng cấp đại gia chứ Còn còn đằng này đau đớn hơn, anh biết cái gì hay không, cái bà mà mặc áo thun ngang ngang, có đeo sợi dây chuyền to to vàng vậy. vàng đấy, không biết là đồ si hay đồ thật mình không biết, nhưng mà bà chê trời ơi cơm này mặn quá. Một cái sự tôi thấy rồi tôi để ý nha, tôi tưởng là cái người mà mình đưa người yêu đưa vợ mình đi tới là tương lai là vợ hay là một người bạn đi, mà bằng cái người phụ nữ nó họ than mặn thì nói ê nhà hàng dẹp cơm này lấy cơm khác làm cho tao. Còn đằng này ảnh xúc và chỉ xúc ăn ầm ầm rồi uống nước đá vô cho nó bớt lên bớt mặn. Đại gia chị anh Sài Gòn, ngày mai cũng anh cũng mang danh là đại gia đi. Rõ ràng chưa, thật sự có cái chi tiết đó. Ba ơi ba, rồi cái anh kia ảnh kỳ này đi than mà mặn quá, cái ảnh là gấp thịt bò vô cho ảnh, mà chỉ một miếng nước ba gấp cho má một miếng thịt bò, thế là má cũng uống nước lã vô cho nó đỡ mặn. Tại vì sao đó, cái sự đại gia gì khi đãi khách mà khách chê, phải như ở nhà nha, anh Sài Gòn lỡ nấu nồi cơm anh ăn chê của tôi, lỡ cơm mặn cơm khác thôi, lỡ ăn tôi không nấu kèo cho anh ăn. Còn ở nhà búng tay một cái chốc hay gõ một cái pen vô chén, nó dạ thưa bác thưa ông là thưa quý khách cần gì ạ, nó mày thay cơm cho mà người bạn tao ăn cho vừa miệng, đó cũng là một cái cung cách tôn trọng người phụ nữ, mà gọi là một người từng trải của đại gia đi từng ăn nhà hàng. Còn đằng này là bà kia than mặn quá, ảnh bà lấy nước ngọt bà uống cho anh, lấy thịt bò vô ăn cho nó lạc lạc lại, nhưng mà cuối cùng không không lạc nổi. Như vậy là đại gia tiếp một chén cơm đó, mà cái thố cơm ở trong đó, với cái đó thì tôi nói cái thố cơm nó chưa quá 200.000, cái thố cơm cho 6 người ăn đó đâu. Dạ Tôi đúng cái rồi. đánh giá tôi vợ đó anh nói vậy đúng ngày rồi chắc với tôi thật sự tôi là một thời là ăn cơm đó nhiều hơn ở nhà nhiều đó. Anh gọi anh lấy cái đôi đũa gọi cái chén vô cái pen, cái là thế là có người dạ thưa bác hay thưa quý khách cần gì ạ. Còn đằng này lỡ một cái gì cái thố cơm quá mặn, thế là để cho người tình hay là người vợ tương lai hay người bạn gì đó ăn rồi uống nước lã vô bù quẹ mơi, rồi mấy ảnh uống bia ực ực vô thì nó lạc mất tiêu. Dạ đúng rồi. Còn bỏ lại người tình hay người vợ tương lai vì đó thì cứ việc ăn, bà đó về bà uống nước chết mẹ bà luôn. Tôi nói thật đó, đó là một cái vấn đề tôi thấy đại gia ở chỗ nào, đại gia ở chỗ nào, và cái sự tôn trọng người đàn bà ở đâu mà ảnh vào trong đó đó ha. Ảnh toàn là ảnh nói nào giờ ảnh xe ve xe vô trong nhà ảnh ngồi ảnh buồn quá, tiền ảnh nhiều quá không ai ấy là tâm sự gì cả. Nhưng mà bây giờ có người đẹp ở đó, có ống kính cộng đồng ở đó, tại sao không tâm sự? Chẳng lẽ ảnh là ảnh buồn quá là khi ảnh là chỉ cần là bập 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 thôi, chứ còn cái vấn đề tâm sự em ơi giờ là nay anh đi châu Âu mà anh đi có một mình, bạn bè anh nó đi lứa đôi đầy đủ hết, có một mình anh đơn độc quá, mà giờ anh có điều kiện anh đi mà anh không đi được, mà anh ham đi du lịch thì đó là cũng là một cái câu nói tâm sự hay là vân vân và vân vân. Nhưng mà anh vô đó anh nói trời ơi anh tiền nhiều quá nhiều quá nhiều quá tiền rồi, buồn quá buồn quá, thì như vậy là sao? Anh buồn là anh không có bập bập đó anh ơi, anh không có bập bập đó. Chứ không phải là cái người mà đi kiếm vợ hay kiếm một cái chỗ tâm tình mà như anh đã nói là cần một người thương ảnh. Ủa bây giờ anh cứ khoe tiền, rồi cái mất dạy nhất của người đàn ông, mà tôi cũng là người nghiện thuốc đây nè,
anh hút thuốc lá, anh phà phà trong mà cái quán ở đó máy lạnh đó, thì người người tình của ảnh kế bên nó vừa ăn cơm mặn vừa nghe mùi thuốc lá nữa anh à. Thì như vậy người đàn ông này đẳng cấp ở chỗ nào chị em? Tôi không định chị em nhưng mà thấy lối sống tôi cũng thường thường tình là những cũng gặp những cái chuyện đó, hãy vô trong bàn ăn hay gì đó. Thứ nhất là vấn đề hút thuốc là người chị em rất kỵ, mà càng vô phòng lạnh nó càng hôi á nè, Đúng rồi. thấy không? Mà vậy mà anh phì phà, ủa đẳng cấp đại gia ở đâu, ở đâu? Rồi bây giờ hai cái vấn đề rút lại để tôi nói riêng, là cũng xin lỗi anh và cộng đồng mạng để tôi nói riêng cho cái bọn nhóc mà nó làm á, là nó binh vực đại gia là tuổi ông gia ông cha của nó đây, tụi bay có biết là cái thuế thu nhập cá nhân của ổng là 30 triệu một ngày, là 900 triệu một tháng. Tụi nó tụi bay lấy cái biên lai like đó đi tụi bay, thấy không anh? Cái biên hay là anh không có từ chối tôi được, ví dụ anh đưa số túi tài khoản thì anh sẽ đổi thừa, tôi sẽ dùng hacker tôi ăn trộm tiền của anh trong tài khoản, phải không? Còn bây giờ anh đưa cái thế cái biên lai mà đóng thuế thu nhập cá nhân đó anh, thì nó xác định được cái thu nhập anh hàng tháng thôi, không cần gì cả, không? Nó hết chối quanh trong cái vấn đề này với tôi. Còn đại gia gì mà đi chiếu một cái nhà thì nó rộng thiệt, la phong thì nó chèm bèm vài chục ngàn một mét vuông, anh hỏi ông đó thử coi. Cái mét vuông đó là tôi nói thật sự anh, nói là để cho mà gì mấy cái chuồng gà của đại gia nó đóng la phong để cho mấy con gà đá nó ở đó anh, là cái loại la phong đó đó. Chứ còn của người ta đóng, một là phơ mu, hai là cẩm lai, mà phải cẩm lai Việt Nam, mà phải là mỏng từng gem vậy đó, để chi nó có cái vấn đề gọi là nếu đen quá thì cái nhà nó sẽ đen, nó sẽ âm trì cái màu, mà nếu là anh thấy pha là gõ gõ đỏ, và thứ hai nữa là bạch tùng á, gỗ bạch tùng á, nó nhẹ như nước vậy đó, nó nhẹ hơn nước á đó. Đó mà nó bóng đỏ, phải hai cái đó chen vào nó mới ra cái la phong đẹp. Rồi cái một cái đèn chùm khoảng 500 triệu, ông bấm ông lên, ông xách cái túi quần ông lên bấm cho cái đèn tròn chớp tắt xây đồ này kia nọ ha, hệ thống phòng khách rồi. Về ánh sáng trong một cái phòng khách của đại gia, tôi nói là đại gia nghèo quá, nghèo trong giới đại gia, cái phòng khách ánh sáng không nha, anh khẳng định nha, 200 triệu rồi anh, đã chưa kể là bộ salon ở dưới là hàng năm 700 triệu, mà có bèo cũng không phải, là ghế salon của đại gia ngồi bèo lắm phải trên 350 triệu một bộ. Con đang nay đại gia của tụi bay đó đồ mất dạy. Ba ơi, ba quay khẩu đồ, ôi cái nhà ba sạch quá ba ơi, ôi trời ơi cái nhà sạch, ủa cái thằng nghèo nó cũng vẫn ở sạch anh ơi. Quá ba ơi, quá ba ơi, chứ đâu có nghe nó dám nói là giá trị quá ba ơi, không có. Chính nó cũng nhìn cái thằng cha già rỡm này, nó đâu có nói đâu, ba ơi cái nhà ba giá trị quá ba ơi, nó không có nói, nhưng mà nó ba ơi cái nhà ba rộng quá ba ơi, sạch quá ba ơi. Mà như tôi nói thật sự, nếu mà thằng cha này mà thằng trả lao cái nhà này á thì tôi không tin. Nhưng mà gì, ở đây là anh thuê nhà dịch vụ anh hả? Ví dụ như trong bà con tôi thấy nhà anh cũng đẹp vậy, anh Sài Gòn nói là chỗ thân thiện hơn Sài Gòn này. Tôi hôm đợi tôi nó dí tôi quá, thôi anh thông cảm cho tôi mượn cái nhà nha, vợ con ra chỗ khác đi. Rồi anh kêu vợ anh lao giùm tôi cái nhà sạch đi, cái tôi vô tôi quá xẹt 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 cho bao nhiêu, có 2-3 phút à, thì tình nghĩa anh em giữa tôi anh, nhưng mà anh không cho tôi anh Sài Gòn, phải không? Thế là bắt đầu tôi bề ngoài tôi về tôi ở với một cái mái nhà mà ở dưới mé bãi sắp bị, mà như anh Lâm anh nói là sắp bị giải tỏa đó, đúng phải rồi. Không? Thì bây giờ không chừng mình nói đây ảnh còn nằm chèo queo ở dưới cái nhà sàn đó không chừng. Còn cái nhà của ảnh thì tôi thấy rõ ràng nó cũng chỉ là một cái nhà bình thường của một người nông dân, không muốn nói là người nông dân nghèo thôi anh nè. Chứ không phải giàu. Nông dân giàu bây giờ trời ơi, mùa lúa người ta bội thu ở dưới nha, mùa sầu riêng chứ trời ơi, người ta sắm đồ mà mình thấy kinh khủng luôn. Bạn bè tôi nhiều, nhiều bạn bè lắm. Người ta sắm những bộ salon mới, mùa sầu riêng đi, người ta vài tỷ người ta mua cái bộ salon 300 mấy mươi triệu, 200 mấy mươi triệu. Đó là những cái ông chủ sầu riêng cũng chỉ là gì 1 hecta sầu riêng thôi anh ạ, người ta bán 500-700 triệu đấy. Rồi quay lại vấn đề nè, tao nói cho tụi bay biết nha, cái bọn mà cùi bắp đó,
một đời đại gia 74 tuổi mà trọng lại một cái căn nhà tền toàn như vậy sao? Gọi là đại gia sao? À, trước tiên đồng tiền là phải phục vụ cho bản thân mình. Yeah. Một tháng 900 triệu mà lý gì mà không có được một cái chỗ ngồi. Mà đây là cái nhà gọi là mượn đâu đó, một cái nhà một trệt và một gác lửng đó anh. Yeah. Không phải là lầu, lầu thì anh phải ra sân thượng anh quay. Còn đằng này anh chỉ có quay cái chân cầu thang thôi thì cái lửng ở trên đó. Yeah, yeah. Bây giờ cái hotel mà ở mặt tiền thì người ta hay xây dàn gian vậy đó, cái nhà cấp 4 xây cao cao lên cái đổ cái lửng giữa giữa lên vậy đó. Dạ đúng rồi đấy. Đó là cái kiểu này thôi. Đó, rồi cái chỗ nào ngồi đâu anh Sơn của tôi ơi, không có chỗ ngồi anh Sơn ơi, đại gia gì tệ quá. Đó, mà một ngày thu nhập như vậy thì cũng không có con bạn nào nó bảo vệ nhà cửa tài sản nữa. Đó là cái bưu đen thời thượng, bây giờ là buộc biệt thự. À, tôi anh em ruột tôi nhiều việc tự lắm nên tôi biết là phải có bẹt anh à chứ không phải chỉ đơn giản mà nó là như vậy. Nhưng mà quay lại vấn đề tại sao cái anh này có một cái quá khứ thì chúng ta đã thấy là như vậy đó, nhưng bây giờ tại sao anh ấy buộc phải đi kiếm người vợ nghèo, mà chúng ta cũng đã từng thấy cái bọn mà nó đi buôn người qua nước bạn á thì nó chuyên môn đi kiếm về những cái vùng quê nghèo khổ anh. Yeah, đúng rồi. Nó mới dụ, nó mới khoét sâu vào cái lòng tham của người nghèo, mà cái đó là người ta nghèo quá thì bần cùng là còn phải xin đạo tặc nào, uống chi trù, tôi nghèo khổ mà xấu cũng không cần luôn. Yeah. Xấu cũng không là cũng cưới luôn, miễn nghèo là được. Nhưng mà thật sự cái người nghèo nè, xấu nè, thì tôi thấy là cái chị Bình Thuận đó, thì nếu bây giờ từ cái nhà của ảnh nha, cho tới cái nhà của chị Bình Thuận đó, thì tôi thấy rõ ràng ảnh nên cưới chị Bình Thuận là xứng nhất. Tại vì sao? Ảnh là chồng, nếu giả sử nha, ảnh là chồng của chị Bình Thuận thì nhà chị Bình Thuận vậy, thì nhà ảnh là chồng phải hơn nhà chị Bình Thuận một chút xíu. Yeah. Là đúng. Và có một cái tình thương kinh khủng là anh thấy không? Mà là gần như là nếu mà chị Bình Thuận nó thêm chút xíu nữa là rõ ràng là chị Bình Thuận là một, nguyện một đời cắt tóc xe tơ hay là nắng thang cửa túi cho cái anh đại gia này. Rõ ràng bây giờ là chị Bình Thuận nguyện một đời như ngày hôm đó anh nói đúng không? Trời ơi đời em mà không anh không cưới được em là em về em đóng cửa em thủ tiết thờ chồng tiết. Nhưng mà em về em lại nói nếu như ông Ngô 77 mà có kết với em thì phải tìm hiểu 3 đến 6 tháng nữa là em lên xe qua với ông 77. Yeah. Có nói nha. À cái đó rõ ràng là có nói. Có ràng là có nói. À, nhưng mà thật sự một cái người đàn bà mà họ lên họ tốn thờ mà gần như là cái anh U74 này còn hơn chồng của bà ngày xưa nữa anh. Yeah. Chồng của bà ngày xưa là bà nói chỉ được vừa ý bà chút thôi á, là được cái thang bà là 10 điểm bà chấm á, là chồng bà đâu được có 7 điểm gì thôi, còn anh này là bà chấm 10 tới 10 rồi, thì lý gì mà anh này theo cái ý nguyện đúng thật lòng đi tìm vợ nhanh ha. Yeah. Thì không thể bỏ qua chị Bình Thuận được anh 74 ơi, rõ ràng bà quá thương, bà quá tôn thờ, bà cái gì bà cũng là phải nói là phu sướng phụ tỳ lắm đó, là không sướng là bà tỳ mập mập sau lưng đó ha. Đó là rõ ràng lắm đó. Mà tại sao ông không cưới? Rồi ông đi tìm cô giáo, rồi anh á là bỏ cái mũi khoan thăm dò anh ơi. Bây giờ cái tài khoản nghỉ hưu em sao, nếu em nghỉ ngang em lãnh được bao nhiêu, rồi đất em bao nhiêu. Đây là anh đang khoan cái mũi khoan thăm dò, nếu mà mấy em nghèo về đó có rộng chứa, còn em này có của thì em có cái tài khoản, ví dụ em 25 năm hay 30 năm thì nói chung lãnh một lần thì chắc có khoảng 700-800. Dạ đúng rồi anh. Thì thôi thì bây giờ anh kẹt quá gì đây này kia nọ, rồi cái câu chuyện đó cũng mới đây hình như cái kênh đó, rồi cái thằng cũng một thằng cha nọ lại ưng một cái bà nào đó là cũng có tiền, là anh thợ kiển đó. Yeah. Rồi bắt đầu nó mượn tiền cái bà này, nó mượn tới 170 triệu, nó trả được 90 triệu, còn lại là 70 mấy triệu gì đó, là cha con của thằng đó là giúp bà luôn, bà lên cộng đồng mạng bà chửi rồi bà bỏ. Tại vì cái thằng bắt đầu cha con nó quay lại nó ngược, tôi mượn tiền của bà. Yeah. Giấy tờ đâu? Tôi mượn của tiền của bà giấy tờ đâu? Mà giờ bà nói của là tôi mượn của bà. Yeah. Cái bà nói ông còn cái tài khoản mà ông chuyển khoản ông trả tôi 90 triệu này. Nhưng mà cũng không làm lại được tụi nó. Thế là cái bọn cha con của một cái thằng bọn khốn nạn đó,
nó cũng lường của cái bà đàn bà giá đó, ham tình đó, rồi là mất 70-80 triệu rồi nó cũng quýt đi. Đó là cha con đáng kiểm. Tôi còn nhớ cái hình ảnh đó, tên gì tôi quên rồi. Rồi quay lại vấn đề, có chắc anh 74 của tôi này không lặp lại cái chuyện đó hay không? Nhưng mà trước mắt chúng ta đi đãi khách ở nhà hàng, đi đại cương là cái nhà hàng thì tụi nó nói thì mình nghe là như vậy đi. Nó toàn không có người đứng ở đó gấp cả cho mà thượng khách ăn, rồi đến nhờ mà cái đối tượng của mình là chuẩn bị cưới hay là tìm hiểu gì đó thì mình ga lăng chút xíu, bả than mặn quá, thế là anh gấp rau rồi cho chỉ uống nước lã thôi, chỉ còn anh còn tiếc cái tô cơm đó, mà cái tô cơm đó tôi ăn không quá 200 ngàn. Dưới cái mức độ nhà hàng đó, cái thố cơm vàng vàng nghệ đó đó là có thể là gọi là cơm chiên cá mặn á, không? Nhưng mà ảnh là sẽ nói như thế này, thêm mới khô nữa đi cho tụi nó bớt ăn, bớt ngồi khác. Nó ăn nó uống nước nó nò rồi khỏi kêu món nữa. Chính ấy, đó là tụi nó thật sự thâm tin ảnh luôn, thâm ý ảnh luôn. Tại vì sao? Anh Sài Gòn, bây giờ tôi với anh đi ăn với nhau đi nha. Thí dụ anh đãi tôi mà tôi nói ủa cái này tôi ăn không hợp khẩu vị, cái chuyện đầu tiên lịch sử hai anh em mình là anh phải xin lỗi tôi, xin lỗi anh tại vì khẩu vị anh tôi không rành, thôi bỏ mình kêu món khác. Anh lấy cái tôi đũa anh gọi một cái beng, cái là cái thằng bò nó chạy tới thưa quý khách cần gì ạ, rồi mình muốn kêu cái gì mình kêu, đúng không anh? Dạ, đúng không? Còn thằng cha này thằng cha bỏng tới một cái thố cơm đó 150 ngàn mà tụi nó cũng đã ăn nhiều rồi, mới ra không chừng hết cái thố cơm không chừng nó. Không, để mình lấy lại danh dự chứ đúng mấy cho ăn cá mặn chịu không nổi Sài Gòn ơi. Ăn khô rồi đưa tôi nước lã chịu không nổi. Đó là cái đẳng cấp của cái đại gia ở chỗ nào vậy? Đó. Và hai cái vấn đề đó, rồi cái lũ trẻ thỉ mũi chưa sạch nhếch mép lên cộng đồng là lấy uy tín bây cỡ nào? Rồi bây giờ giả định nha, tụi bay bảo vệ được vợ của cái anh mà 74 này cho trọn đời hay không? Hay giữa chừng hay một hai ngày cái thằng giáp bìa cái chuyện cho lặn như bữa hởm ra hỏi an cái rồi xong, rồi cho đẩy con người ta đi qua bên cam đó, rồi tụi bay bảo vệ không? Ngay lúc đó tôi là tình duyên gặp nhau là thôi, rồi mang lại cái hậu quả cho người phụ nữ vừa mang tiếng ham tiền rồi vừa bị đày đỏ ở quê, đó là ở xứ lạ quê người thì sao? Để lại cái nhân văn gì, để lại cái đạo đức gì? Đúng là cái bọn trẻ thật sự ham tiền, ham like, ham view hay hoặc là như thế này nữa. Ồ, tao mở ra cái chương trình đó mày thổi lên đi rồi ăn phần trăm không anh? Có đó. Ngày xưa nó cũng có những đầu nậu nó thường nó cho tay em cũng phần trăm đó, khi mà những cái tổ chức đó lật lưng ra thì chính quyền vào cuộc thì là nó ăn tiền đậu hết đến nơi. Một con lại nhiều hết đến nè. Có rồi. Nhưng mà có phải như vậy? Chứ còn hình không, từ một cái thằng cũng là bèn bình thường mà có cái bộ râu là dễ ghét. Chị phải chị bình thường tôi mến thôi, chứ không ai mà mở nó đó đâu đó trên cộng đồng giờ. Quá trời ý kiến người ta phản đối và mất nết không? Không? Rõ ràng và mất nết hả? Phân biệt giữa con người và con thú là gì ở cái lông anh ạ? Không? Nhưng mà vô tình là mình đem cái lông mình ngay cái bàn, để lên dưỡng nó ngay cái bản mặt của mình, vậy là mình với con thú khác nhau ở chỗ nào? Đó, thì đó là rõ ràng tôi nói thẳng thắn cái điều đó. Già 74 tuổi rồi, gần đất xa trời rồi, mà cái bụng, mà tôi nói thật sự anh này ha, người ta nói vậy nè, cái bụng càng bự thì cái kia nó càng teo. Cho nên là rõ ràng nó là như vậy thôi, thực sự là như vậy. Cái bụng của anh ngồi thì thôi như thế, còn hơn một cái bụng quê mà ấp vô nữa. Làm ăn cái gì? Nó mà còn phải cưới gái nghèo anh Sài Gòn ơi. Cưới gái nghèo. Muốn thích đẹp để cho mà xuân á thì phải là bỏ 100 tiểu ra. 100 tiểu ra là đẹp. Đó, anh thấy không? Từ cách xài tiền, từ cách đó là cư xử với phụ nữ. Vô trong nhà hàng, mà không biết quên nữa. Tụi nó nói nhà hàng chứ tôi thấy có phải nhà hàng đâu, có thấy cái bảng đâu anh. Không thấy cái bảng luôn. Như chỗ cái ghế anh ngồi, cái tôi nói đấy anh Sài Gòn đang ngồi ở nhà hàng đây, đúng được chứ, đâu thấy bảng đâu. Không, rồi nó quay nó cắt clip rồi ai biết mấy con cua biển gì đó trời đầy. Rồi quay lại vấn đề nói rồi tôi nói đang vui, trẻ tuổi như vợ chồng của mà cái vợ chồng anh Phạm Dũng đó, về cái ẩm thực, về ẩm thực anh chơi cái màn ẩm thực á, bốn người
ăn 120 triệu tiền hải sản, vậy là nhà hàng sẽ phiếu đàng hoàng nha. Đó, bốn người thôi mà ăn 120 triệu đó, mà họ còn chưa dám nói họ là đại gia anh ơi. Họ chỉ quay YouTube, họ nói họ nghe nói ngon họ ăn, chứ họ còn chưa dám nói họ đấy nha. Còn đằng này là cả cha con nó, cả má tương lai nó còn tiếc một cái thuốc cơm mặn là chết rồi. Đại gia cái gì, cái nhà quay ra thì không có một cái gì để gọi là giá trị cả. Tổng cái nhà đó hiện bây giờ tôi nói hỏi anh Lâm thử coi, cái nhà đó giờ 850 triệu thôi chứ không có nhiều. Tổng hết cái nhà đó luôn, vừa đất vừa nhà luôn là 850 triệu thôi. Trừ ra cái xe du lịch nha. Còn cái xe du lịch thì phải coi đời nào chứ, nó xa quá mình không biết đời nào anh Sài Gòn ơi, nói đó mình nói thật. Chứ mà nó đời năm 2000 là bây giờ nó 23 năm thì từ chiếc xe nó chỉ có mấy chục triệu thôi. Vài chục triệu thôi, chứ có nhiều lắm. Mình phải coi lại cái đời đó. Nhưng mà thấy cái cửa cổng của đại gia không phải, cái cuộc sống nó không phải đại gia. Nhưng mà tại sao tụi này lại nói đại gia, tôi mới thắc mắc. Rồi tại sao anh này đi kiếm một người vợ, đi kiếm một người vợ thì cùng nhau một cái là trái tim nhịp đập thật lòng với tôi, rồi là yêu thương chiều chuộng tôi, thì đó là cái chuyện đó là tôi thấy là nó hợp lý. Cần người sao người nghe mặt họ, miễn họ thương mình, họ cùng mình xây lưng đau cực đi tới cái cuộc đời cuối đời, hay là cầm đối bốn con mắt nhìn nhau cảm thấy có cái lực ma lực gì đó hút để gọi là vợ chồng thì rồi ok cưới, thì nói như vậy tôi nhé nó hợp lý. Còn đằng này không, nếu mà bây giờ nói như anh này vậy là người giàu anh không có cưới anh à, anh cưới người nghèo thôi. Dạ, đúng rồi. Của già cũng tốt hơn, của kẻ có tiền cũng xấu, anh đi ban phát mà. Dạ vậy là thằng giàu nó xấu quá. Dạ. Tôi thấy anh này anh không có giàu mà anh xấu rồi đó. Nó lại xứng lên người ta nói xấu rồi đó, chứ giàu cũng tốt lắm mà nơi dừng có tiền nó cũng tốt lắm chứ nào. Thì người ta từ điển đó anh thấy không? Yeah. Đại gia như bà Huân đó anh ấy mà mười mấy tỷ là tiền từ thiện của người ta. Yeah. Còn này không có giàu là không cưới, cưới nghèo là gì? Khoét sâu vào cái nỗi khổ, cái nỗi không tiền của người nghèo, để từ đó cha con nó thực hiện những ý đồ mà như nó đã từng làm, đem gái từ ở bên bạn về để làm vợ, rồi hất hủi rồi người đó qua đời. Rồi bây giờ ngược lại, ủa từ Cam đem về, đem gái từ Cam về Việt Nam được thì từ Việt Nam đem qua bển được không anh và bà con? Vẫn được không? Cái câu nói đó quá, cái vấn đề đó quá bình thường. Đó, thành ra đây là cái vấn đề tôi nghĩ tổ chức. Rồi bây giờ là một thằng nhỏ hỉ mũi chưa sạch lên là bính rực sắc minh, đấy là đại gia, đấy là đại gia. Nhưng mà là nó nói cái chuyện mà y như con kiến mà kiện củ khoai ấy. Nó mà đánh giá được đức của cha mẹ nó không, hay là ông nội nó hay không? Yeah. Mà tôi nghĩ là tuổi ông mua bể tốn là tuổi ông nội nó đâu, nó ngần tuổi ấy nó đánh giá được đạo đức ông nội nó không, ba nó không, đúng không anh? Dạ đúng rồi. Ông này bể tốn tuổi mà nó thì nghĩ mũi chưa sạch mà, thì nó đánh giá được không? Mà bao giờ chứ mới đây thôi, trên cộng đồng mạng cũng có hai thằng cha là hai thằng cha già lừa cộng đồng mạng, và cũng là hợp tác với YouTube rồi để rồi những cái vấn đề nhỡ nhà, những vấn đề xấu xa là cho văn hóa xã hội đó. Thì điển hình đó thì cũng là cái bọn đó là gì, đại gia vừa chủ vựa trái cây lớn nhất Sài Gòn đi cà thọt bây giờ lên cộng đồng mạng ngửa tay lấy từng triệu bạc đó, rõ ràng thực tế không cần bán bưởi mà chỉ đem xe bưởi tới, rồi hôm nay điện này 2-3 YouTube mới lại nữa, cứ ăn rồi điện YouTube đó. Đó là một đại gia lớn nhất Sài Gòn. Rồi tới cái đại gia đất cò bay thẳng cánh, mang một cái cụi lợ, một cái túi đen lõm thợm lên thành phố đôi ba lần để cho là mấy đứa tuổi con tuổi cháu nó bao ăn bao ở bao uống, cái gì cũng chực hết. Yeah. Lợm thợm mang cái túi coi có vẻ như tiền nhiều lắm, như một thằng cha lái trâu, nhưng cuối cùng không có tiền anh Sài Gòn ơi, không có. Mà đến lần thứ ba này là cái thằng chủ kênh nó cũng nói nè, cũng đâu có đụng chạm gì sai tiền đâu, nhưng mà nó cũng còn khiếm nhã, nó nói là em bao thì nó không có nói, nhưng mà nó cũng không có xài tiền. Yeah. Sao không sợ ở đất thành phố anh thử anh làm gì không được tiền, nhưng mà tụi nó lo luôn. Đó, thế là cũng là một cái nhân văn đóng kịch với nhau rồi để lừa lại nào rồi mới rỡ là lòi ra kích động vào những cái lòng tham của những người phụ nữ xấu xa để rồi mang lại cái nhân văn cho cái xã hội này. Tôi thấy là thật sự bây giờ là tôi phải kêu cứu
để hỏi cái pháp luật phải có một cái chẳng dừng, phải có một cái chế tài gì đối với những cái ổ mà sản xuất đó là lứa đôi. Bây giờ đó là nhân văn của Việt Nam chúng ta là gì? Từng phê phán những lứa trẻ U18, 17, 16, 20 vội vàng trong hôn nhân gọi là tình yêu sét đánh anh. Gặp em á, chớp mắt ở trong phòng trà hay hoặc là trong ba thế là chút nữa hai với anh đứa mình là vợ chồng. Là xã hội từng lớn án rồi, còn bây giờ những ngu già đang xé nát từng ngày từng giờ về cái vấn đề chủ nghĩa tình yêu và hôn nhân ngày cưới của vợ chồng người Việt Nam thì như thế nào?